vị khán giả đang đến với phần tin Á Châu. Bản tin cho hay AFOIF cho biết cuộc điều tra các vận động viên bơi lội Trung Quốc có thể khiến cho Hoa Kỳ không tổ chức các sự kiện này trong tương lai. Hiệp hội Liên đoàn Olympic Quốc tế mùa hè ASOIF cho biết vào hôm thứ Sáu rằng một cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ về vụ doping liên quan đến 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc có thể khiến Hoa Kỳ không thể đăng cai các sự kiện thể thao trong tương lai. World Aquatics xác nhận vào tuần trước rằng giám đốc điều hành Brent Nowicki đã được chính phủ Hoa Kỳ triệu tập để làm chứng trong một cuộc điều tra về cách các vận động viên bơi lội Trung Quốc thoát khỏi sự trừng phạt sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính và vài tuần sau đó được phép thi đấu tại Thế vận hội Tokyo. Một ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ vào hồi tháng 5 đã kêu gọi Bộ Tư pháp đưa ra các yêu cầu trước Thế vận hội Paris năm nay để bảo đảm các vận động viên Hoa Kỳ sẽ thi đấu trên một sân chơi bình đẳng. Kết quả cuộc điều tra độc lập về vấn đề Trung Quốc của công tố viên Thụy Sĩ Eric Cottier công bố vào hôm thứ Ba đã cho thấy cơ quan chống doping thế giới WADA đã không xử lý sai vụ việc. Bản tin từ Trung Quốc, các khoản vay bằng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng 13,27 ngàn tỷ nhân dân tệ trong nửa đầu của năm nay. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương công bố vào ngày thứ Sáu, các khoản vay bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng 13,27 ngàn tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 1,86 nghìn tỷ đô la trong nửa đầu năm nay. Số liệu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc M2 là thước đo rộng rãi về cung tiền, bao gồm tiền mặt trong lưu thông và tất cả tiền gửi, đã tăng 6,2% so với cùng kỳ của năm ngoái, lên 305,02 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương ứng với khoảng 42 nghìn tỷ đô la vào cuối năm tháng 6. M1 được xem là bao gồm tiền mặt trong lưu thông cộng với tiền gửi không kỳ hạn, đứng ở mức 66,06 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 9,1 nghìn tỷ đô la vào cuối tháng 6 năm nay, giảm 5% so với năm trước. Quy mô tài chính xã hội đạt 18,1 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 2,5 nghìn tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm nay, giảm 3,45 nghìn tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 476 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Vào cuối tháng 6, dư nợ cho vay bằng nhân dân tệ đạt 250,85 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho vay trung và dài hạn dành cho lĩnh vực công nghệ cao cũng tăng mạnh, 16,5%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của tất cả các ngành. Sau Hollywood và Bollywood đoàn kết dự đám cưới Ambani ở Ấn Độ, các ngôi sao Ấn Độ và toàn cầu bước xuống thảm đỏ dự đám cưới của con trai tỷ phú Mukesh Ambani vào hôm thứ Sáu trong một buổi lễ xa hoa đã trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi trong và ngoài nước. Con trai út của Ambani là Anand, 29 tuổi, sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm Radhika Merchant, 29 tuổi, trong một buổi lễ có sự tham gia của nhiều ngôi sao ở Mumbai với sự tham dự của những người nổi tiếng và chính trị gia như Kim Kardashian, Mike Tyson, Tony Blair và Boris Johnson. Tiếp theo là 3 ngày chiêu đãi ăn mừng. Ambani, người giàu nhất châu Á, nổi tiếng với việc tổ chức những bữa tiệc xa hoa, đặc biệt dành cho ba người con là Akash, Isha và Anand. Các nghệ sĩ quốc tế biểu diễn và nhiều ngôi sao Bollywood thường tham dự các buổi họp mặt với mức giá lên tới hàng triệu Mỹ Kim. Đây hứa hẹn sẽ là buổi dạ tiệc xa hoa nhất của Ambani tính đến thời điểm hiện tại, dù chưa biết đã chi bao nhiêu. Lễ cưới được coi là một sự kiện công cộng, dẫn đến hạn chế giao thông ở khu thương mại trọng điểm của Mumbai trong 4 ngày, đồng thời gây phẫn nộ trong công chúng. Tin liên quan đến Việt Nam, hơn 20 tổ chức kêu gọi Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Với hơn 20 tổ chức gốc Việt và quốc tế, gồm có nhiều hội đoàn, vận động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thúc giục chính quyền Hoa Kỳ từ chối cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam vào lúc này. Đây là những tiếng nói phản đối mới nhất được đưa ra theo sau những lời kêu gọi trước đây của hàng chục các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng như các tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm phản đối việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ xem xét yêu cầu của Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách
12 nền kinh tế phi thị trường theo định danh của Hoa Kỳ. Trong bức thư chung gửi Tổng thống Joe Biden đề ngày 9 tháng 7, các tổ chức đồng ý ký tên cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể về quyền lao động, xóa bỏ tham nhũng, củng cố nhà nước pháp quyền và cải thiện nhân quyền trước khi được xem xét cấp quy chế. Việt Nam đã bị Hoa Kỳ xác định là nền kinh tế phi thị trường trong suốt hơn 20 năm vừa qua, và Bộ Công Thương Việt Nam vào hồi tháng 9 đã yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ đánh giá lại tình trạng này, khi cho rằng họ cần được đưa ra khỏi danh sách vốn áp dụng cho các vụ kiện chống bán phá giá. Tòa án Việt Nam lại kết tội vắng mặt bà Nhàn, bác bỏ căn cứ cho rằng bị cáo đã chết. Một tòa án ở thành phố Sài Gòn hôm ngày 12 tháng 7 tuyên thêm bản án hàng chục năm tù với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong phiên tòa xét xử vắng mặt người từng là chủ tịch của AIC và hiện đang bị Công an Việt Nam truy nã quốc tế, theo truyền thông trong nước đưa tin. Bà Nhàn từng là chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, đã bị kết án tổng cộng 30 năm tù trong các vụ xét xử trước đây. Các tòa án ở Việt Nam đã đưa bà ra xét xử vắng mặt vào năm ngoái trong các vụ án liên quan đến vi phạm đấu thầu và đưa nhận hối lộ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trong vụ xét xử mới nhất diễn ra vào tuần này, bà Nhàn nhận thêm 24 năm tù vì tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á xảy ra tại Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Sài Gòn, theo báo Tuổi Trẻ cho hay. Hội đồng xét xử xác định rằng bà Nhàn đã thông đồng với lãnh đạo Việt Á trong việc đấu thầu mua sắm thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm ở thành phố Sài Gòn. Bà Nhàn và 13 bị cáo khác cùng bị xét xử trong vụ án này bị hội đồng xét xử cho là đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ, thông thầu gian lận, không bảo đảm công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, đã gây thiệt hại 94,6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Và các tờ báo cũng cho biết thêm bà Nhàn bị buộc tội phải chấp hành chung của các bản án là 30 năm tù. Và một lần nữa chúng tôi xin tạm dừng chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật tại đây trong một vài giây phút để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ các bản tin của đài truyền IBC TV. Quay trở lại sẽ là phần tử vi.